Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình làm cái món là dừa kho, người ta còn gọi là thịt heo leo cây các bạn. Mình cải cái cơm dừa kìa. Cái cơm dừa này là nó cứng cải các bạn, mềm mềm, kho ăn mới nổi, chứ dừa khô là bó tay nha. Để chứ ăn cơm ngon lắm à, cầm cái muỗng luôn. Đó, mình cạo mấy này ra, cạo mấy này ra bỏ cái sắc miếng vừa ăn giống như sắc của cái theo vậy, ngon lắm ạ. Món này là đặc sản Bến Tre nha. À, cái trái này là bị trăng ăn. Cái này mình nghĩ nêm nếm cũng giống như mình kho thịt heo thôi. Mình lấy này thế thịt heo. Hồi xưa nghe ông bà kể mà không có tiền mua thịt heo thì bẻ dừa xuống thôi, làm món thịt heo leo cây. Vậy chứ ngon lắm á. Đó, tập độ luôn. Khi mấy bạn cạy ra xong á, gọt mấy cái màu vàng vàng đó nha, cái đó ăn nó chát. Gọt sạch, rửa sạch cái mình xắt miếng miếng nhỏ nhỏ vừa ăn rồi. Sạch. Đã không? Cái dừa này là nó mềm 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 nhé, nó không có cứng không, cho nên kho ăn ngon lắm. Hồi mấy bạn thấy kho là nó trong bóng đẹp lắm. Cái món này đặc biệt là các bạn kho bằng cái nồi đất này nha, cái nồi này nè nó mới ngon. Nồi đất này rất hiện đại, mà đặc biệt nữa nếu mà kho bằng cái nồi đất truyền thống á, đất nung á, và bằng củi dừa của mình nữa thì rất thiệt luôn, thơm lắm. Đó, bạn sắc miếng nhỏ nhỏ nha, miếng gì là vừa ăn rồi. Bữa nay làm như muốn cảm mà gì nói nó ngọng ngọng. Mấy miếng mềm mềm nó cũng được ra đó vậy. Rồi giờ tới mình ớp các bạn, tí đường. Tí bột ngọt.
tí hạt nêm. Tí nước màu dừa. Đó, cho có cái màu đẹp nha bạn. Đúng ra cái món này có ớt nữa vô nó mới ngon. Tí muối. Mà cái này mình kho có mấy đứa nhỏ nó ăn nữa cho nên không có để ớt. Tí nước mắm. Trộn lên, trộn sơ lên. Trộn cho đều luôn. Rồi mà bật lửa lên. Ướp xong bật lửa lên. Trộn đều nha bạn. Tí nữa có nước sền sệt, cũng vừa trong ngon. Nước màu dừa, nước màu dừa mới ngon nha, chứ nước màu đường là không ngon. Tí mật ong cho thơm. Thấy sệt sệt nha mấy bạn. Rồi giờ thấy hấp dẫn nha mấy bạn. Màu đỏ đỏ lên rồi đó. Tí nữa là có ăn. Kẹo rồi các bạn, sắp kẹo rồi đó. Sắp ăn được rồi đó. Wow, màu quá đẹp. Ôi quá đẹp luôn. Thật được quá. Cái này bỏ thêm vài trái ớt vô nữa nè. Cực ngon luôn. Cái nó hay két két gì nó mới ngon. Mình biết à.